Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 270 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 10 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó 177 ca phát hiện qua xét nghiệm PCR và 93 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh ở 4 địa phương là huyện Kim Động, Yên Mỹ, Phù Cử và thị xã Mỹ Hào. Việc xác định ca bệnh bằng phương pháp test nhanh khi có kết quả 2 lần test đều dương tính và có yếu tố dịch tễ kèm theo. Phương pháp này giúp rút ngắn thời gian tầm soát ca bệnh và giúp triển khai nhanh hơn các biện pháp ứng phó. Số ca mắc mới giảm mạnh so với một số ngày trước nhưng vẫn ở mức cao. Trong đó huyện Văn Giang ghi nhận nhiều nhất với 79 ca bệnh, huyện Văn Lâm ghi nhận 64 ca. Ổ dịch thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã được dỡ bỏ phong tỏa sau 29 ngày cách ly. Theo một số địa phương bắt đầu triển khai tổ chức cách ly điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà, trong đó huyện Văn Giang có 260 bệnh nhân, thị xã Mỹ Hào 156 bệnh nhân, huyện Yên Mỹ 62 bệnh nhân, huyện Văn Lâm 23 bệnh nhân, huyện Ân Thi 19 bệnh nhân, huyện Kim Động 6 bệnh nhân.